Chiều ngày 17 tháng 10, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện tuần lễ chuyển đổi số quốc gia với chủ đề Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số. Trong khuôn khổ tuần lễ chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh có hội thảo về dữ liệu số, cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố đã có tham luận về khả năng chia sẻ dữ liệu ngành tài nguyên môi trường để phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố. Ông Bảy thông tin, tháng 8 năm 2022, Sở Tài nguyên Môi trường đã công bố nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường. Nền tảng này được triển khai theo hướng mở để chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường nói chung và không gian địa lý nói riêng. Thông qua nền tảng này, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận các dữ liệu của ngành tài nguyên môi trường để khai thác, sử dụng, tích hợp, phát triển mới các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau. Sở có tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố cho phép Sở thu thập dữ liệu của ngành tài nguyên môi trường để đưa vào cơ sở dữ liệu chung nhằm khai thác dữ liệu một cách thuận tiện, hiệu quả, nhanh, tiết kiệm nhất cho cá nhân và tổ chức. Về lâu dài, Sở Thông tin Truyền thông phải đóng vai trò trung tâm, tất cả thông tin các ngành đặt dưới sự chỉ huy của Sở Thông tin Truyền thông để các ngành khai thác sử dụng, ông Bảy kỳ vọng.